Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại phòng làm việc của anh Ngọc. Em Dương cũng vừa mới đi làm về, nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay em Dương đi vào chỗ của em Cấy để trao phần quà của cô Luyện ở Quảng Ninh cho em Cấy là cái mì tôm với lại sữa và cháo. Thì cũng tình cờ là biết được là em vườn hiện tại thì em đang bị nằm viện là do là em đi cắt cỏ bò bị ngã rồi là răng cắt vào chân, hiện tại đang nằm dưới viện đấy. Bây giờ cũng khoảng 7 giờ rồi, không biết là các bác sĩ người ta có canh có trực ở đấy hay không, nhưng mà em Dương tranh thủ đi vào trong đấy để xem, đi thăm em Vân một chút để cập nhật đến quý cô bác được biết ạ. Bây giờ em Dương sẽ đi ra ngoài cũng là đi xe máy. Em Dương cũng vừa mới đến cổng bệnh viện rồi. Các bác có thể thấy đây là đây bà con chúng ta bị bệnh nhé, hay là người nhà bệnh nhân thì buổi chiều tối cũng là người ta ngoài cổng phải ngồi buôn chuyện. Không biết là em Vân mà cho nào rất là cảm giác là em được khoa ngoại. Vì bình thường trước em trai của em Dương bị gãy cái bàn chân ấy, thì cũng nằm khoa ngoại, nên Dương sẽ đi ra đấy để tìm xem. Này cũng là vào dịp của nghỉ lễ, hôm nay cũng là 29, cũng sắp đến một bữa 31 tháng 5 rồi. Biết là chắc là ở tỉnh không những bệnh viện này thì cũng có được trực nên là các bác sĩ ở đây có lẽ cũng lễ cũng khá nhiều, tương đối là vắng. Đây không ạ, nhưng mà rất là vắng. Để cho em cái như này cũng là một sao hoạt này là do là thời gian để em nhỏ ấy nó cũng bị bệnh nên em cũng là một sao hoạt này, nên em vẫn không thể thương dường. Chân đỡ lên như thường kia. Cần đau nhiều đúng không? Anh tưởng là em chỉ chữa anh chứ không phải là lên cho anh kia. Không lên được. Anh có chuyện gì việc gì bận hay như nào? Anh có chuyện bận lắm. Đệ thế đang ăn gì chưa? Ăn rồi à? Cưỡng thế ai lấy cơm cho em? Em tự đi mua. Có đi được không? Cầm cái này á. Ủa? Cái này ai để cho em đấy? Em mang trong nhà. Mang trong nhà ra em ra à? Đâu chân là đi chỗ nào đây? Cái góc bên này à? Bên này. Bác sĩ khâu chưa em? Bác sĩ không khâu quá. Có bị nó bị sâu lắm. Em nhìn không thấy. Không nhìn không thấy á? Không dám nhìn đây như nào? Đau quá mà nó đau quá không nhìn này. Đây còn này chắc là hôm nay lúc em đi mua đi cắt cỏ vì em ở dạng như thế là lên viện luôn đúng không? Không thay được quần à? Mà bây giờ quần bó như thế này mà kéo quần ra nó sợ bị vướng ở chỗ đấy nhỉ? Tối ngủ như này nó không em không bận được màn. Chỉ có bác sĩ mang lên. Bác sĩ mang này lên đấy. Đây có trăm màn. Trăm lên. Em bảo bác sĩ là cho em mượn thêm cái màn chứ? Bác sĩ cho mượn mà. Có sao đâu em, cái này mượn bác sĩ người ta cho mà. Em bảo là bác chị cho em mượn thêm cái màn để nó canh ở đây em sợ mũi. Thế bác sĩ người ta gọi cho mà. Có mang được đồ gì đến trên này không? Lúc đến đây. Không, lúc đấy lên đi tự là lên một tí để về nhưng mà lên bác sĩ bảo là ở thì em không mượn cái gì. Sáng nay em đang đi mua một cái bao đó là một cái thịt bề. Rồi nó kêu cái gửi cho mày à? Không kịp mang đồ cái gì sáng lúc chiều anh đi trao quà cho đây có cái phích này. Cái phích này em tự mua phải không? Ông này mang đi đựng cơm à? Cơm này là lúc nãy em mua cơm nên có được cái gì ăn không? Có mua cái gì ăn được không? Mua cơm. Có mua cơm trắng hay ăn với cơm trắng được không? Rau xanh. Có rau xanh không? Em đi rửa xong rồi. Thế này không có gì ăn. Ăn bữa cơm thì làm sao mà có sức được? Bây giờ mình bị mất sức nhiều thế này. Anh cứ tưởng là
Còn tên em còn tiền nữa không? Còn. Anh nghe chứ bảo là lúc lên thì em anh chứ vay được giúp em được 500.000 được không? Đúng rồi. Vay 500. Vay của ai đấy? Không biết được đâu, chứ vay về hôm nay bảo anh chứ đi vay về xong anh chứ cho em biết thế này. Anh chứ bảo là anh chứ ở trong nhà rồi. Có việc mà anh chứ em biết cho em, anh chứ nhận tiền cho em tiền đi mua. Sáng nay có một anh vẫn ở đây em bảo anh đấy, không em mua. Chỉ là em đấy về em đi mua. À, nhờ anh ấy đi mua hộp à? Ừ. Chân đưa tao như thế này. Ừ. Thế ngoài chỗ chân này bị đau thì có chỗ nào bị đau nữa không? Bị ngã chỗ nào của em bị ngã ở đâu? Ngã ở dưới chưa là cái lèn đấy. Ở chỗ cái khu em cái lời liều cũ của em chưa? Đúng rồi. À. Đúng đấy, đau đầu quá. Đau đầu không? Ừ. Hay là trời nắng qua em đi lấy cỏ nó bị choáng rồi ngã được? Đúng. À. Không được ngủ à? Có, nhưng mà hôm đấy em vẫn đau đầu. À, bố đau đầu rồi thì không biết là bố em có biết là em bị đập ngã như thế này chưa, tại là lúc chiều ngày nay anh đi vào trong đấy thì bố em cũng chưa về đến nơi. Không biết, bố không có điện thoại. Bố không có điện thoại ở đây. Cái điện thoại này của em Vân ấy, quý cô bác ạ, thì cái điện thoại này cũng bị hỏng rồi, cái màn hình là không bấm lên được nữa. Đây em Dương bấm cái nút nguồn này. Thì bình thường em Vân có chuyện gì ấy, thì gọi em Dương thì chỉ còn nhớ số thì em bấm số xong là bấm gọi thôi. Thế là điện thoại cũng bị cháy màn hình mất rồi, không gọi được ấy. Bị hỏng mất rồi. Nhưng mà điện thoại này bây giờ nếu mà sửa thì cũng không đáng. Mà điện thoại này giờ cũng đâu có. Thế là cái này trước là em tự mua hay như nào ấy? Chưa, anh chứ mua sắt vụn về. À, anh chứ mua sắt vụn về á? Tao biết là vẫn dùng được cái cháy màn hình như này rồi. Thì lát xì vào khỏi này thì em bảo như chí là không có điện thoại. Giờ cũng có không thể nhận được không được như chí là hẹn anh chú cho em. À, là người ta bán sắt vụn nó là thấy người này mua về. Đúng. Thì anh chú mua về thôi, em lại xin vào anh chú để dùng luôn đúng không? Đúng. Có ăn được gì không? Lúc này ăn miếng rau rồi à? Lúc này ăn rau. Ừ. Đây thì các bác cái chỗ chân em Vân đây là lúc em bị là bị chỗ ở cái góc bên này. Đây chỗ này phải không em? Đúng. Có đau lắm, giờ chạm nhảy ở đâu? Có. À. Đau lắm à? Ừ. Thế để đặt như này được. Phải đặt ra ngoài không đặt lên trên này được. Không đặt được. Đặt trên này thì đau. À cái gót chân này nữa. Cái chỗ này cũng bị hay như nào? Không, cái đấy không bị nhưng mà để như thế này. Chắc là căng cơ đúng không? Căng. À, bị căng cái cơ này nó lại đau đúng không? Ừ. Hôm nay anh vào thì anh cũng bảo anh chứ rồi, bảo anh đấy nếu mà anh ấy có lên đi trông em ấy hay là vợ anh đấy ở nhà mà bố em về ấy thì còn nhắn lại với bố em bảo là em đi ở tai nạn hay là em đang làm việc ở đây thì không biết chỗ này bố em đã về chưa, anh cũng không được gọi hỏi anh chứ. Ừ. Chứ bảo là đèn đã ra anh chứ đến đây. Còn đồ đạc của em thì hôm nay chứ cũng mang đi vào nhà của anh đấy để rồi, em yên tâm nhé. À. Ừ, lúc nãy chiều anh đi thì anh chứ cũng đi cắt cỏ bò rồi là lấy cái cỏ cho bò em rồi. À. Đấy, nên là em cũng yên tâm. À. Ừ. Lúc nào bố em về thì em cũng chiều mai chắc em lại vào đấy tiếp thì anh xem là bố em về thì em cũng bảo với bố em ở nhà chăm con bò với lại sắp xếp đồ đạc cho xem trông đồ đạc trong nhà thôi, nên là cũng yên tâm được là nằm ở đây. Không biết là ngày mai ở bệnh viện này có đang nghỉ lễ 30/4/1/5 này, không biết là có còn làm việc hay không, chắc là phải đến cuối sáng đến tuần sau thì mới được ra viện hay sao á. Chẳng lẽ thứ ba không phải là tuần sau thôi. Thôi đến thứ 2, thứ 3 mới được ra viện. Nhưng mà thôi thì mình đang có bệnh thì cố nằm để bác sĩ hộ rửa cái vết thương là thôi, cho là hòa người nó lành lành một tí hẵng về cũng được. Mà đỡ đau. Bây giờ em đi về em không làm được cái gì rồi. Đúng. Đấy. Em bảo là không lên bác sĩ nhưng mà ở như thế chắc một tháng chưa khỏi. Ừ. Bác nhất là do cái thời gian này thì em Dương cũng đang đặt cái vật liệu của em vần lên rồi. Hôm nay thì anh em cũng qua chợ tình người ấy, thì là xe trọng tải lớn thì người ta cũng có thể đi lại được bình thường.
những vật liệu đang chuẩn bị lên rồi. Hôm nay anh đấy cũng bắt đầu từ nhà vài cái xuống Hà Giang để lấy vật liệu là sắt, là xi măng, các thứ rồi. Tuy nhiên thì bây giờ là em vẫn nó bị như thế này, thì cái số vật liệu đấy thì không biết là sẽ như thế nào. Đấy. Lấy được thì chắc là hôm trước anh có đi nhờ chỗ em là có bên em Dính rồi, nhưng mà cả anh Chứ nữa, tức là lúc đấy em không đi được thì chỉ có thể là nhờ anh Chứ với lại hai anh em kia để là giúp em chở, thì sao em không xem. Thì việc ở trong nhà thì lúc nào có vật liệu lên thì anh sẽ nhờ anh Chứ, cũng như là anh cứ tích cực anh vào trong đấy anh lo cho, nên là yên tâm mà dưỡng bệnh nhé. Bởi vì là em vần ấy, em không có tiền, em cứu nạn rất là khó khăn. Rồi em cũng vừa mới ăn ít cơm trắng với lại rau xanh thôi, thì là chắc là em Dương cũng xin phép là trích cái phần quỹ của cô Đinh Thị Xuân. Cô cái quỹ đấy là cũng để anh em sắp một tập quỹ quyết đấy. Rồi em vẫn đã xảy ra chuyện như thế này, thì em Dương xin phép trích quỹ đấy để mua một ít bánh cũng như là một ít đồ để cho em Vần. Để nhỡ đâu tối em đói thì em còn ăn ăn, bởi vì em lại khó tối người ta cũng không mở cửa đấy. Em Dương xin phép là trích cái quỹ của cô Đinh Thị Xuân để mua cho em Vần ít ạ. Em không biết là của em còn có thiếu cái đồ gì không để cần anh mua về sau không? Không có tiền thì không mua. À không có tiền không muốn. À có, chưa có khăn mặt này, bàn chải ra nước thì cũng chưa có luôn đúng không? Chưa. Nhưng mà đi lại không được như thế này, có cả cái cốc uống nước cũng không có à? Không có, chỉ có cái nắp phích được đúng không? Vâng. Cái nắp phích này dùng uống nước được, nhưng mà đi đánh răng nước thứ là không đi được này. Đấy. Thôi được rồi, để anh đi mua. Anh mua cái khăn mặt với lại mà chả ra cho xong là lấy thêm một cốc nữa. Ăn bánh cái gì không hay ăn quả gì không? Không muốn ăn cái gì. Không muốn ăn cái gì à? Không muốn ăn cái gì để tiên xuống là no quá. À chắc chuyển, chắc chuyển nước. Chuyển nước thì nó no. Cho anh cứ đi mua tặng những cái bánh về để cho em nhỡ tối cái đó thì ăn nhé. Vâng. Em Dương đi ra quán để mua đồ cho em Vần ạ. Thì bên ngoài này cũng có các cửa hàng người ta bán đồ như chi này, có quán ăn này, tuy nhiên thì quán ăn ở đây thì nó cũng chỉ có bán là rau xanh thôi, cơm trắng là nhiều, thì cũng không bán những cái đồ vân vật dụng khác. Đây không biết là cái khăn mặt hay cái thứ không, một ít bánh này, hay đi xem này, kia này, kia này cái quán xong. Sao cô? Ui, quán lấy đồ. Con lấy đi. Sữa ở đâu chứ nhỉ? Lấy nước ngọt hay lấy cái gì ạ? Một hai viên sữa. Đây là một cái pH. Đây, còn có cho... Đây, cơm rất là không, một vài bánh khác. Đây là bánh ngạn ngọt. Bánh này ngọt đúng không? Ừ, bánh này ngọt, bánh ngạo ngọt đấy, bánh ngạo ngọt, nhưng mà nó là giòn. Mềm thì ở bên kia đấy. Đấy, cháu cái mềm bánh này. Lấy cái này, cái này cô này, cháu ở đây này. Cô bà này. Dạ. Cái này là cho. Không, cháu lấy này chứ. Em lấy cái gì? Vâng. Em lấy thì đi cắt quả bò, không thì ra cắt chân thôi. Cắt chân à? Vâng. Cái bánh gì nữa? 40.000. 80.000. À đây nhỉ, khăn mặt mà. Lấy khăn mặt lần nào. Đây đi. Ừ, đấy kia, ở góc kia. Đấy, mình chẳng đánh ra một chiếc mặt luôn. Mua được ít bánh kẹo này, với lại cả bao chải răng và khăn mặt cho em dùng, để em cũng không có tiền mua ấy, em cũng chỉ vay được một ít tiền thôi. Xin cảm ơn. Con cho cái đó. Em về nhé.
Nó lướt đấy. Đây đây cũng cốc mới này. Đấy, em lấy nước nóng trà pha một tí này để uống. Với xong thì cốc này. Thế là anh mua có mặt trả đánh răng này. Mặt trả đánh răng, với lại trả kem đánh răng đây rồi nhé. Có khi mặt này. Thầy có lưu, có lưu tối, có đói thì em có lưu. Là buổi tối là buổi sáng ấy, nên nhớ nên là không đi ăn chân đau quá không đi mua đồ ăn được ấy thì đây có cả bánh này, còn mua anh mua bông lan này, mấy gạo này, tất cả hai viên sữa trong này nhé. Sữa đây, đây có sữa đây, đây uống sữa, vâng, cái này chắc là đồ đồ tặng, uống tặng sữa đi. Tôi muốn tạm đi uống sữa đi. Này đồ không có đấy. Hay là ăn mà đi máy trước đó. Nó tạm, nó lên nó tạm. Nó tạm, 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 bỏ đi ra luôn mới tiếp đây chân lông di chuyển nhờ nhìn em nó bị căng cơ lên đâu đấy đây thì trắng là trắng trắng tốt là một tí hơn chỉ tốt là nó có sạch để ra ngoài được đây cho không gì đánh răng là lấy cốc đi đánh răng tâm mất thời gian thế hộp cái cặp lồng đựng cơm ấy thì ăn cơm xong thế là em quên mất em lấy nước nóng rửa sạch rồi nhé sau này mình xong mua sao không có là ngã bị trúng cả mặt được đây này đây cái chỗ này bị xước đây này có đau lắm không không cái này không đau mày ê nhưng mà vẫn ngã bị trúng cả mặt này đúng không cái này không giống cái này hôm qua em lên có cái gì cắn lấy tay về mặt như tưởng là bị ngã trúng là vào mặt đấy à cái tay thì đau khó ngã đập cả tay vào nữa không không phải nó tiêm không biết người hơi sợ dậy lên mặt đau truyền của bác nhé cái này hiện tại đang khó lắm tức là để như thì các bác cũng hết sức là thông cảm vì là vào trong bệnh viện đấy thì em Dương cũng không dám nói to nên là cái giọng là em Dương không nghe được rõ cho lắm mà thì các bác hết sức thông cảm đấy, thì mang súng đi nhé ăn gì thì ăn đi nhé thì anh đi bên trên này một tí rồi quần áo này mai anh bảo và mai viện mà anh chứ nếu mà anh chứ ra được thì bảo nhờ anh về lấy quần áo ra cho xong là thay còn lấy quần rộng một tí lấy quần sóc cũng được mặc quần sóc nó dễ thì mai anh chứ lên cái gì mà chứ bảo là mai anh chứ không có cái việc mặc thì chứ lên mặc cái quần sóc thì mình thay quần nó dễ hơn cái quần này bó quá đúng cái này mặc hôm trước đi lấy cỏ nữa là đi lại mặc bẩn rồi đấy lên đạp một chân thẳng chân lúc đấy là chân năm ý đấy thì khá là lửa rồi thì khi anh sợ là phải cắt cái quần mới được ra được lúc đấy chạy nó to quá chạy nó nhiều lắm à em lúc đấy em đi theo một em đi phát cổ em thấy giúp em các cái dây buộc cổ ấy các cái đấy buộc em lần vẫn máu vẫn là ra À, vẫn là bó tạm trước rồi đúng không? Đúng mà nó bị dưới nhiều quá thế là lúc về là em kia cõng em lên hay là em tự lên? À em kia cõng em lên là cõng lên đến nhà cơ? Vâng ủ từ chỗ lan cũ của em mà lên đến chỗ nhà em ở hiện tại cũng xa thế đi lên tốc cũng mệt lắm mình nhỉ? Đúng nhưng mà may là có em kia nhưng không em kia em không biết về nữa đúng có mang điện thoại lúc đấy lúc đấy không mang lúc đấy điện thoại hết pin điện thoại hết pin nữa vâng suy đủ đường luôn đúng là may là có em đi cùng không là không lên được thì mất máu nhiều quá sợ không xảy ra chuyện gì không biết là bố em lúc nào về nhỉ không biết được bố đi bố không cần điện thoại
không có điện thoại nữa này. Mà không biết là có được tiền hay không. Nhưng điều tiễn này chắc có được một ít đi nhỉ. Nhưng mà được, chỉ đủ bữa ăn. Chỉ đủ bữa ăn thôi. Đi mấy hôm này không biết được có ai liên hệ được giúp cho để mà về nhà trông con bò không. Sợ mấy đi mấy hôm lại đi tìm bạn đi chơi uống rượu thì dở việc, không ai trông con bò. Đúng. Một mình anh Chứ thì vợ anh đấy nữa. Một mình vợ anh đấy cũng không lo được hết. Anh Chứ thì lên ra đây biết đâu ra đây thăm em trông em là em đó chân này đi lại không được, mình đi mua cơm thì khó. Đấy hôm mà anh cũng gặp, anh cũng bảo là cũng chả được, không được nói chuyện với bố em. Lúc đấy là bố đang đàn cho người ta nghe, nên anh cũng không tiện ngắt cái quãng cái giai điệu của cái bài hát đấy. Đấy, không tiện là cũng không được nói chuyện với bố em. Thôi thì thôi, cô nằm dưỡng bệnh nhất là được, đỡ đỡ một tí thôi đấy. Nằm xuống đi, hoặc là mai anh Chứ nhớ là gọi điện bảo anh Chứ nhờ anh Chứ lấy cái quần sóc lên nhá. Đấy, nên cái quần rộng rộng một tí mà cho nó thoải mái. Mai anh Chứ đây, có thể cho anh Chứ. Bây giờ anh cũng về đây, anh cũng vừa mới đi làm về mà anh Chứ bảo thế là anh cũng xuống đây luôn. Chưa được tắm rửa ăn cơm gì này. Đấy nhá, cái bác em Dương cũng vừa mới đi làm về. Tiện một xuống đây thăm em vừa hơn thì có lẽ em Dương cũng xin phép và để không đưa tại đây xin hẹn quý vị và đưa tiếp theo.